Game offline hiện nay có lẽ không còn xa lạ với bất kỳ đối tượng người chơi nào, là những game không cần phải kết nối Internet để chơi. Và ưu điểm lớn nhất của dòng game này chính là khả năng chơi game mọi lúc mọi nơi bạn muốn, mà không cần phải lo lắng về vấn đề kết nối mạng hay là tiêu tốn dung lượng dữ liệu trên di động của bạn. Và đặc biệt với game offline trên nền tảng di động, thì chúng ta cũng đang có rất nhiều con game nổi bật với đồ họa và gameplay không thua kém gì game online. Thế nhưng đa phần những game offline được cho là đáng chơi thì lại toàn là những sản phẩm buộc bạn phải trả tiền bản quyền, đồng nghĩa muốn chơi thì chắc chắn bạn phải lòi tiền ra. Thế nhưng ngoài những game offline bản quyền chất lượng thì nền tảng di động cũng có rất nhiều game offline free to play cho bạn chơi miễn phí mà không mất một đồng nào. Và đừng nghĩ không tốn tiền mà chất lượng của chúng sẽ giảm đi. Trái lại thì với những game offline miễn phí sau đây vẫn sẽ đảm bảo cho bạn là một trải nghiệm chơi game giàu tính giải trí, đa dạng từ nội dung cốt truyện cho đến gameplay hấp dẫn. Ra mắt vào đầu tháng 3 trên Steam, tựa game này đã nhận được vô số lời khen cũng như đánh giá tốt bởi lối chơi và sự sáng tạo vô biên của mình. Và nhà phát triển đã lập tức ra mắt phiên bản mobile để game thủ di động có dịp trải nghiệm tựa game ức chế này. Theo đó, đây là game giả lập mô phỏng lấy cảm hứng từ Getting Office, cho nên lối chơi của nó cũng sẽ gây ức chế khi bạn phải điều khiển hai cánh tay của nhân vật leo núi cũng như đu dây cho đến hất tung bản thân đến vị trí khác. Và nếu chẳng may leo vào chỗ chân trượt thì người chơi có thể phải làm lại từ đầu, và đó cũng chính là thiết kế độc ác của nhà phát triển. Vậy nên có thể nói đây là một game thiên hoàn toàn về lối chơi giải trí, sẽ không có trừng phạt hay là phân cảnh bạo lực trong game. Điều duy nhất khiến game thủ phải ức chế là mỗi khi mất kiểm soát trong quá trình leo núi thì không cần biết quãng đường của bạn đã đi được bao xa, thì chúng ta gần như phải chơi lại mọi thứ từ đầu. Outpost là game hành động bắn súng kết hợp với sinh tồn, sử dụng đề tài hậu tận thế mới được công bố trên di động. Và vì là game offline hướng đến sự đơn giản nên game chỉ có nền đồ họa 2D màu sắc, đưa game thủ vào những trận chiến sinh tồn đầy cam go với nhịp độ nhanh và không khí tàn thương bao trùm khắp nơi, làm cho game thủ không có một phút nào ngơi nghỉ mà phải chuẩn bị liên tục cho những cuộc chiến kế tiếp. Gameplay của nó thì khá đơn giản, người chơi sẽ điều khiển nhân vật di chuyển tự do, có thể bắn súng đặt mình kêu gọi đồng đội hỗ trợ, và nhiệm vụ duy nhất của bạn ở đây là tiêu diệt toàn bộ lũ zombie tràn ngập bản đồ. Ngoài ra cũng sẽ có hòm đồ xung quanh để bạn thu thập tiền vàng, xây dựng những công trình quan trọng cho căn cứ của mình. Ở ngoài căn cứ sẽ dựng lên những trụ súng máy tự động, phía bên trong sẽ có thêm khu vực chiêu mộ quân lính hoặc nhà cung cấp hàng bổ sung thêm vàng cho bạn. Và đấy chỉ là điểm mấu chốt khiến tựa game này hấp dẫn với game thủ. Nếu là game thủ dành niềm đam mê khám phá vũ trụ, thích phiêu lưu mạo hiểm chinh phục những vùng đất mới và đối mặt với những con quái vật ngoài không gian, thì Devil World sẽ mang đến cho bạn là những trải nghiệm đó. Bối cảnh của game xây dựng tại một không gian không xác định, nơi người chơi sẽ dấn thân vào những cuộc phiêu lưu, mang tới cơ chế chiến đấu bắn súng FPS, thoải mái xa đạn với bất cứ kẻ thù nào. Thế nhưng việc nhắm bắn sẽ rất khó vì không hề có khóa mục tiêu, cần bạn phải luyện tập khá nhiều thì mới có thể thuần thục. Ngoài ra nó cũng sở hữu là một nền tảng cấu hình 3D với đồ họa tuyệt đẹp, từ hệ thống nhân vật trang bị cũng như quái vật đều được thiết kế với độ chi tiết và tính thẩm mỹ cao. Và ngoài phần chơi offline ngoại tuyến, game cũng đem đến những phần chơi truyền thống PvP kết hợp với những loại vũ khí trang bị đặc biệt. Đã vậy, người chơi còn có thể tự chế tạo những món vũ khí trang bị, tạo nên những khẩu súng với công năng siêu khủng hay là những bộ giáp mang thương hiệu của riêng mình. Bạn có thể xem đây giống như là phiên bản phản chế của tựa game Attack on Titan, và mặc dù không có bản quyền chính thức nhưng từ đồ họa, tạo hình nhân vật cho đến cả lối chơi đều làm chúng ta liên tưởng ngay tới bộ anime cùng tên. Và cơ chế chơi của tựa game này thay vì là dạng thẻ bài thì lại là game hành động chặt chém cho bạn tự do combat, có thể tấn công kết hợp kỹ năng cho đến né tránh Titan. Và những pha đu dây nhạo lộn mang tính thương hiệu của bộ truyện cũng sẽ được tích hợp vào trong tựa game offline này. Đã vậy, đồ họa trong game cũng được xây dựng rất tốt, sử dụng công nghệ 3D với góc nhìn 360 độ, từ tạo hình nhân vật, bối cảnh chiến đấu cho đến chuyển động tại đây đều tỏ ra mượt mà chân trù, không thua kém gì phiên bản chính chủ của Koei Tecmo. Bạn có thể sử dụng dây móc giúp cho nhân vật vừa di chuyển mau lẹ và chiến đấu trên không trung, kết hợp với nhịp độ chơi tương đối nhanh, và tất cả chỉ gói gọn là 1 GB với yêu cầu cấu hình không quá cao.
Đây là tựa game sinh tồn kinh dị mới nhất đã ra mắt vào ngày 29 tháng 3, là phần tiếp theo của tựa game kinh dị gây được tiếng vang, trên phạm vi toàn cầu được game thủ đánh giá cao. Theo đó, lần này chúng ta sẽ tiếp tục mắc kẹt tại một ngôi nhà nhỏ, với mụ phù thủy độc ác đang ngự trị. Bạn phải làm mọi thứ để né tránh sự truy đuổi của mụ ta, và cố gắng trốn thoát khỏi nơi đây thành công. Và khác với những lần trước, bây giờ cậu bé trong game sẽ phải hoàn thành thêm, làm một vài nhiệm vụ của gây thơ thì mới có thể trốn thoát, nếu không muốn trở thành bữa ăn cho mụ phù thủy. Và trong hành trình trốn thoát như vậy, cốt truyện của game cũng sẽ được mở ra thêm nữa, khi bạn làm sáng tỏ những bí ẩn xung quanh mụ ta và những nàng tiên. Và không chỉ có việc chạy trốn, cậu bé Timmy còn có thể sử dụng đũa phép có được để thi triển pháp thuật cản đường phù thủy và tay sai. Game đã hòa trộn thành công giữa tố hành động và kinh dị, tạo nên một đẳng cấp khác cho tựa game này, và sẽ là sản phẩm miễn phí mà bạn không nên bỏ qua. Không quá nổi bật so với những game hành động trên mobile, dù vậy đồ họa 2D đơn giản của tựa game này cũng sẽ khiến cho game thủ phải bật cười. Biểu cảm của nhân vật hề hước cộng với tạo hình nhân vật có 102 sẽ góp phần giúp game thủ giảm bớt muộn phiền mệt mỏi. Và khác với những người tiền nhiệm của mình, bạn không thể tấn công kẻ thù trong tựa game này, mà phải dụ chúng đạp vào bẫy trên đường đi, sẽ phải thu thập những dụng cụ khác nhau cho bản đồ, sau đó né tránh đòn tấn công của chúng bằng kỹ năng cá nhân khéo léo của mình. Và ngoài việc né tránh kẻ thù, người chơi còn phải tìm đường thoát khỏi khu rừng bí ẩn với sự rình rập của bộ tộc ăn thịt người. Và mỗi khi bạn vượt qua một cửa ải thì game sẽ mở ra thêm nhiều loại công cụ mới thú vị để bạn sử dụng trong những màn chơi sau đó. Và cũng đừng lo tựa game này chơi tốn thời gian, vì mỗi màn chơi chỉ từ 3 đến 5 phút mà thôi, và tương đối dễ dàng cho người chơi vượt qua chúng. Đối với tựa game này lại nổi bật với đồ họa 3D sống động, đã khiến cho cộng đồng game thủ vô cùng bất ngờ, bởi trải nghiệm mà game nhập vai hành động này mang lại không hề thua kém những game mobile xịn sò trước đây. Và bắt đầu game, chúng ta sẽ trông vai là một chiếc bánh quy đi khám phá nhà máy làm bánh kẹo và đang bị những con robot chiếm giữ. Game thủ sẽ được chu du qua những vùng đất đầy sắc màu, khám phá những cảnh quan đa dạng và vượt qua những thử thách để tiến vào trung tâm của nhà máy. Và bạn sẽ cần vận dụng kỹ năng khéo léo của mình chứa những cạm bẫy dày đặc, cũng như phải giải những câu đố để mở khóa những vùng đất bí ẩn cho bản đồ. Trên đường đi còn phải thu thập tiền xu, cũng như hoàn thành nhiệm vụ cho NPC giao phó để nhận thưởng và tạo nên những chiếc bánh quy ngộ nghĩnh của riêng mình. Và theo đánh giá tổng quan thì đây là một game offline sẽ rất thú vị, nổi bật với đồ họa 3D gameplay lôi cuốn, cho người chơi tự do trải nghiệm và di chuyển không giới hạn. Off-road Adventure sẽ dành cho những game thủ hướng ngoại muốn được rong chơi cho những con xe bán tải hầm hố, đặt mình vào những môi trường gồ ghề đầm lầy và thử thách kỹ năng lái xe ở cấp độ hardcore. Và chính xác, game sẽ đưa bạn vào những thử thách off-road đầy thực tế, là game mô phỏng lái xe bán tải, giới thiệu một loạt phương tiện vô cùng chất lượng, thậm chí là Tesla Cybertruck nổi tiếng. Nhiệm vụ của bạn ở đây chỉ đơn giản là hoàn thành tất cả những cung đường, trải nghiệm đua xe đầy cát bụi không giới hạn, trở thành một tài xế off-road chuyên nghiệp thật sự. Những cung đường trong game thiết kế rất đẹp và chi tiết, với nhiều loại địa hình mấp mô, đảm bảo sẽ là một thử thách mà không phải ai cũng có thể vượt qua lần đầu. Và để hỗ trợ thì ngoài việc giới thiệu rất nhiều mẫu xe, game còn cho bạn khả năng thay đổi tùy biển xe, nâng cấp từ hệ thống chuyển động body động cơ, và một loạt thay đổi giúp cho xe linh hoạt hơn khi di chuyển, có thể vượt qua dù là địa hình khắc nghiệt đến đâu. Run. Đây có thể xem như là một phiên bản game đi săn theo phong cách Nga, cho bạn khám phá một thế giới mở rộng lớn và chi tiết, chứa đựng những hoạt động và nhiều địa điểm thú vị để khám phá. Và vì bản chất là game mô phỏng cuộc sống, nên những yếu tố như là đói khát mệt mỏi và những nhu cầu về thức ăn sẽ cần được game thủ ưu tiên hàng đầu. Tại đây, người chơi sẽ được đắm mình vào những câu chuyện của nhân vật chính, nhờ vào khoảng 60 nhiệm vụ câu chuyện khác nhau. Đã vậy còn mang đến là những cuộc đua theo kiểu off-road, lồng ghép nhiệm vụ vận chuyển khám phá trong không gian mở. Và dù là ở nhiệm vụ nào, thì
thì cũng cần sở hữu những chiếc xe với động cơ mạnh mẽ nhất, có thể mua hay là nâng cấp tùy chỉnh phương tiện của mình, thay đổi mọi thứ trên xe tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn. Và cuối cùng, để nâng cao trải nghiệm thì game còn bổ sung là rất nhiều hoạt động để khám phá cho bạn cùng với xe địa hình của mình, dẫn thân vào những cuộc phiêu lưu săn bắn, giúp người chơi tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của nhân vật chính. Và như thường lệ, link tải game mình đã ghim sẵn ở đầu tiên của phần bình luận, vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Thank you.